Trời ơi, riết đi tập có 1, 2, 3 người à. Đó, ít người mà cái phòng thì to, trống như là nhà hoang chấp chủ gì vậy. Trời ơi, có khi ở đây người âm nhiều hơn người dương nữa. Gì vậy? Nói gì tào lao quá vậy? Cái gì mà người âm rồi người dương? Nghe nổi cái chai cà. Ủa, em tưởng chị là miễn nhiễm với mấy cái thể loại kinh dị chứ. Trời ơi, em nói gở không à? Chị này là đúng á. Cái gì mà âm rồi là dương ở đây? Chẳng qua là do mọi người bận việc riêng nên không đến được tập thôi. Chứ sau khi mọi người xong xuôi mọi chuyện hết là phòng của chúng ta sẽ lại náo nhiệt và sôi động như ngày xưa. Ủa anh, Khánh Linh đâu? Hả? Khánh Linh hả? À, nhà bà đang có bà con lên thăm á, cho nên là đang ở nhà nấu cơm tiếp khách rồi. Trời ơi, Khánh Linh đảm đang quá ha. Ước gì em cũng được ăn đồ ăn của bà nấu ha. Tập tành thì toàn tới trễ, hay ho gì đâu mà khen. Xin lỗi mọi người, tôi tới trễ. Tôi có đem đồ ăn cho mọi người nè. Ui, đồ ăn kìa. Thôi để tôi xách cho. Trời ơi, hai người dễ thương quá hả? Mặc đồ trắng đen nè, trắng đen nè. Linh đi vất vả như vậy, đừng xa nữa, chắc là mồ hôi nhiều lắm. Để tôi lau cho. Tôi tự lau được mà. Được rồi. Ủa, Gina, chị đi đâu vậy? Đi về, hết hứng tập rồi. Gina, ở lại ăn xong rồi đi, tôi đem nhiều đồ ăn lắm. Thôi ăn đi, tôi không có hứng. Thôi ở lại đi cho vui Gina. Đồ ăn nhiều lắm. Đồ ăn ngon lắm. Thôi, đã nói là tôi không ăn rồi mà. Chắc hôm nay là bà có chuyện gì giận á. Chứ Khánh Linh đừng buồn nha. Nhưng mà Gina làm vậy thật là quá đáng luôn ấy. Người ta có lòng đem đồ ăn tới vậy mà. Không sao đâu. Chắc là bà có chuyện bực mình trong người thôi à. Thôi, mọi người ngồi xuống ăn đi. Đâu rồi? Vô làm nóng cơ thể nè. Hai không? Ba. Cô dạy em tâm thể dục buổi sáng. Ủa anh Mon? Hả? Anh có tin mấy cái tin mà ở trường mình không? Tin gì? Mấy cái tin mà phòng ma các thứ gì xong rồi cơ sở tầng bị xuống cấp đúng không? Ê, nhưng mà không biết ai nói mấy cái tin đó hả? Chắc là gia đình hay hiệu trưởng có lục đục gì nữa rồi. Tào lao quá. Anh không tin không? Biết đâu nó là sự thật. Mà em có mấy đứa bạn ở trường Mimi á, nó nói là trường nó tốt lắm á. Anh có định qua đó không? Mày ai... hối hận đúng không? Bắt đầu bây giờ hối hận rồi đúng không? Đừng có nói với anh như thế. Bây giờ mình là con trai rồi, em phải tin vào những cái gì mình đang tin tưởng, em hiểu không? Phải có chứng kiến. Ủa, mời anh chi? Sao này tới sớm quá vậy? Lạ nha. Tụi tôi tới sớm ấy để mà không bị người khác chửi ấy. Thôi chị Gina cất đồ đi rồi ra tập với mọi người. Ủa, Khánh Linh không tới hả anh? Khánh Linh á? Khánh Linh mà tới để người khác kiếm chuyện à? Khó chịu. Anh nói gì kỳ vậy? Em có bao giờ kiếm chuyện Khánh Linh đâu? Không, mày bị điên rồi. Em không nói mày. Em nói cái người mà đang ấy. Nói tôi chứ gì? Muốn gì thì cứ nói thẳng ra, đừng có móc mỉa vậy nữa. Ừ, thì tôi nói bà đấy. Lúc nào Khánh Linh đến, bà này khó chịu, không phải à? Hồi nào? Bằng chứng đâu? Trước mặt sờ sờ thế, người đuôi còn thấy. Nếu bà không tin ấy, hỏi Kenji mà xem. Kenji, nói đi. Tự nhiên chuyện hai người lôi em vào làm gì? Thấy chưa? Rốt cuộc ấy, thì giữa bà và Khánh Linh ấy, khuất mắt cái gì tôi không biết nữa. Lúc nào cũng thấy khó chịu. Ủa? Gina chị đi đâu vậy? Đi đâu kệ tôi, đi lo cho Khánh Linh của hai người đi. Tập đi. Cái bài nha. Chào Gina. Em dạo này sao rồi? Em vẫn khỏe. Vậy hẹn anh ra đây chắc em đã có câu trả lời về lời mời tham gia nhóm của anh lúc trước. Em cũng nghĩ là một dancer tốt sẽ cần một môi trường tốt và một đồng đội giỏi. Sao trong lớp em không tập trung gì hết vậy? Có phải Gina không ta? Bà đang nói chuyện với ai á? Em đồng ý.